Hiện bây giờ là trưa thứ bảy 11 giờ 40 sáng thứ bảy ngày 10 tháng 10 năm 2020. Mình xin chào tất cả nhà, chào tất cả các bạn. Chúc cho tất cả các bạn một cuối tuần thật là nhiều vui vẻ. Cái lý do mà cái video của mình lúc nào mình cũng hay chúc là tại vì ngày nào mình cũng tự cố gắng mình chúc cho bản thân của mình có một ngày nó bình an, nó vui vui vẻ. Tại vì cái đời sống của chúng ta nó rất là ngắn ngủi, thì sống ở trong cái trái đất này hàng tỷ tỷ người, mỗi một ngày như vậy đó thì chúng ta đều phải bận rộn để mưu sinh. Cho nên để có một cái ngày mà vui vẻ nó rất là khó. Nhưng đối với mình đó thì mình cũng là một cái người như các bạn, nhưng mà mình tìm cách, thay vì mình ngồi đó mình than thân trách phận, mình lo lắng về cái chuyện như là cuộc sống của mình, thì để làm sao mà bản thân của mình được hạnh phúc vui vẻ trong mỗi một ngày, thì cái bí quyết của mình đó thì mình không có nên thiền to sóng lớn, mình không có nên cố gắng để mà sở hữu những cái vật chất nó vượt cái khả năng của mình. Thì để mà mình được hạnh phúc vui vẻ, mình có một cái cuộc sống giản dị, đó là cái khẩu hiệu, cái cách sống của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ với tất cả các bạn, cả nhà của mình về cái lịch sử của nước Mỹ. Cái lịch sử của Mỹ là nó có một cái nhóm á, thì người Mỹ người ta gọi trong cái tiếng Mỹ là KKK, ba cái chữ K. Tiếng Việt Nam của mình là KKKK. Mình muốn làm cái chủ đề này á thì mình có post lên một cái bài, mình nói là ông Tổng thống Donald Trump á, ổng theo cái tờ báo The New York Times, những cái tin tức ở hải ngoại thế giới đó, thì người ta nói đó là ông Tổng thống Donald Trump ổng không có đóng nhiều về cái chuyện thế. Thì mình chỉ có so sánh là mình nói tại vì ổng sống ở nước Mỹ. Chứ nếu như ổng sống ở mấy cái nước cộng sản á, thì như ở bên Tàu Cộng, Trung Cộng á, thì ổng sẽ không có ngồi yên. Đó là mình muốn cho các bạn một cái cách nhìn, chứ mình không có nói bốt những cái bài đó mà mình muốn giống như dính líu về cái sự mà mình ủng hộ bên bên Đảng Dân Chủ. Thì có một bạn dưới comment, bạn này nói cái cách nói chuyện của anh chắc anh thích dân chủ. Cho dù rằng là mình có thích đi nữa, thì các bạn ở bên Việt Nam xem cái clip này á, các bạn nên giống như là tập cho mình một cái cách, một cái tư tưởng, một cái cách suy nghĩ, nó đừng có độc quyền độc tài quá. Là ở bên Mỹ á, thí dụ cho dù một cái người mà người ta ngồi đối diện với mình ở trên cái bàn cà phê đi chăng nữa, người ta thích bên Đảng Dân Chủ, chính mình, bản thân mình, là mình nói ví dụ là các bạn là chính bản thân mình đi, là các bạn đó thích ông Donald Trump, thì khi mình ngồi ở trong một cái bàn cà phê, các bạn cũng phải có một cái chiều hướng là tôn trọng lẫn nhau. Thí dụ như bây giờ mình đang thích ông Tổng thống Donald Trump, cái người bạn của mình ở ngồi bên kia bàn đang bàn về cái Đảng Dân Chủ, thì mình cũng đừng có dội nên kiểu như là mình tranh giành với cái sự tín tin tưởng của mình, giống như cái sự ủng hộ của mình cũng đừng có nên bắt người ta phải đi theo ý của mình. Mình cũng phải ngồi xuống, mình tôn trọng, mình lắng nghe cái ý kiến của cái ông bạn ngồi uống cà phê với mình lắng nghe, mình càng lắng nghe họ thì mình mới càng thông minh, mình mới càng tiếp thu được
đừng có giống như là ô anh này kia đồ anh. Nếu mà mình làm mình bắt buộc người ta đi theo cái ý của mình thì cái đất nước Việt Nam của mình nó vĩnh viễn nó sẽ bị phong kiến, nó sẽ bị đi tụt lùi, nó sẽ không có cái sự tiến bộ về cái dân chủ. Nói về cái câu hỏi của các bạn này nói á, thì mình cũng chia sẻ trước khi mình đi vào cái chủ đề về cái lịch sử, tại vì cái lý do mình muốn chia sẻ cái chủ đề này á nó rất là quan trọng. Có thể cái chủ đề này nó sẽ làm cho ông tổng thống Donald Trump bị thất cử. Không phải ở đây á, là mình nói là mình ủng hộ bên dân chủ, nhưng mà theo cái tầm nhìn của mình giữa cái ông tổng thống Donald Trump với cái ông ứng cử viên Joe Biden á, là mình nói ông tổng thống Donald Trump thất cử, thì mình tới cái câu thất cử thì các bạn sẽ bị trái ý. Nhưng mà tại sao mình muốn chia sẻ cho các bạn tại sao ông bị thất cử? Không phải mình nói ông thất cử có nghĩa là mình không ủng hộ họ, nhưng mà mình muốn cho các bạn biết để tới cái ngày bầu cử đó, thì lỡ như ổng mà bị thua đó thì các bạn hiểu cái lý do. Ở đây mình không có dựa theo những cái báo chí mà người ta nói ông Joe Biden điểm rồi trên hết đó. Các bạn nên nhớ cách nay 4 năm thì các nhà báo cũng nói bà Hillary cũng là nhiều điểm hơn ông Donald Trump đồ, những cái polling đồ vậy đó, nhưng mà cuối cùng thì nó không có đúng. Cho nên ở đây mình không có dựa theo người ta, nhưng mà ở đây đó mình nói theo một cái, nếu như mà người Mỹ sống ở nước Mỹ, sống ở trong chăn á, biết chăn có gặn á, thì người ta sẽ bầu cho một cái tổng thống nào đó. Thì có một bạn viết comment, bạn này nói chắc có lẽ anh ủng hộ đảng Dân Chủ. Thì trước đây mình có một cái video mình cũng đã giới thiệu về cái chính trị của mình, là mình từ xưa tới giờ đó là mình đăng ký ở trong cái hồ sơ của Mỹ đó là mình là bên cái phe Dân Chủ, nhưng mà mình bầu cho ông tổng thống Donald Trump. Mình đi vào phòng phiếu mình bầu cho ông tổng thống Donald Trump. Trong gia đình của mình có tổng cộng 4 người, 4 thành viên, hai vợ chồng và hai đứa con trai. Thì hai người á, trong gia đình của mình hai người á thì ủng hộ cho ông Donald Trump rất là cực đoan. Còn hai người á là đi theo phía ông Joe Biden. Nếu vào cái ngày mà bầu cử ngày mùng 3 tháng 11 là khoảng chừng 24 23 ngày nữa là tới cái ngày bầu cử. Nếu mà gia đình bốn người của mình đi dây xếp hàng vào cái phòng phiếu á, thì trong gia đình của mình hai người sẽ bầu cho ông Joe Biden, còn hai người á là sẽ bầu cho ông tổng thống Donald Trump. Cái văn hóa của bên Mỹ, cái về cái dân chủ á, thì đứa con trai út của mình nó rất là cực đoan, nó rất là ủng hộ ông tổng thống Donald Trump, nó rất là cực đoan. Nhưng mà cái gia đình của mình ngồi xuống á, tại vì đây là cái văn hóa của bên Mỹ, trong cái thành viên bốn người trong gia đình của mình á ngồi xuống nói chuyện á thì không có bắt quà, không có cãi giả. Mỗi một người ngồi trong cái bàn ăn á, mỗi một cái thành viên á, ví dụ như cái người này giải thích tại sao họ thích ông Joe Biden, ủng hộ ông Joe Biden, xong rồi tới đứa con trai út của mình nói chuyện, chứ không có cãi giả mà bực nhọc lên mà bắt buộc phải độc quyền, phải kêu người ta phải phải kêu cái gia đình của mình, phải không? Thì gia đình của mình cũng cái phía mà bên ủng hộ cũng ông tổng thống Donald Trump nói ok, bây giờ gia đình đã phát biểu về cái lý do tại sao thích ổng, xong rồi mới ngưng lại ngồi lắng nghe lại đứa con trai. Phải họ phải có cái ý kiến vậy cá nhân của họ, chứ mình không có thể nào mình ngồi đó mình tức giận lên mình nói ông Joe Biden là này nọ, mình chửi rủa người ta, mình
mình phải tôn trọng người ta, thì đó là mình tôn trọng chính cái bản thân của mình, chứ không thể nào mà mình ngồi mình chửi, mình xin lỗi, mình nói nặng, nhưng mà mình nói như gì để cho các bạn biết được cái sự giáo dục của Mỹ nó như thế nào. Nếu mà mình chửi của người ta mà vô cớ, không có cái giống như cái mình không có nói chuyện đàng, mình không thích người ta thì mình cứ nói chuyện, tôi không thích ông Joe Biden về cái lý do gì, mình phải nêu cái quan điểm, chứ mình không có thể nào mình chửi cái thằng già này hay là cái đó đó, là nói theo cái tiếng Việt Nam của mình là vô giáo dục đó. Trở lại về cái lịch sử mà mình muốn chia sẻ, cái điểm chính ở trong cái clip này ngày hôm nay là các bạn ở Việt Nam nên cần biết, tại vì cái chủ đề này á, là nó sẽ làm cho ông tổng thống Donald Trump ổng bị tắc cử. Tắc cử nó là như gì, trong cái cuộc tranh luận cái lần đầu á, thì tới cái giai đoạn mà cái ông Wallace á, cái ông mà cái người trọng tài mà đặt cái câu hỏi cho ông Trump á, là cái lịch sử của Mỹ á, ngàn xưa tới giờ, từ ngày lập quốc tới giờ á, là nó có cái nhóm ba cái chữ K, KKK. Thì cái nhóm này á, nó hợp phối hợp tác lại thì nó có một cái tên đó là Supremacy, Supremacy. Cái nhóm Supremacy này á, nó tương đại khái như là ngày xưa mà lịch sử ngàn xưa mà mình thế giới mà người ta gọi là Nazi, là cái tiếng Mỹ gọi là Nazi, tiếng Việt Nam của mình là nói là phát xít đó, phát xít Đức đó. Đó, cái nhóm này ở ở trong cái văn hóa, trong cái văn hóa của Mỹ, trong cái xã hội của Mỹ á, là người ta dí cái nhóm KK này, họ như là cái bọn phát xít. Thì đây là một cái nước Mỹ tự do. Bạn muốn thành lập KKK hay là bạn muốn thành lập KKK hay là bạn muốn thành lập CCBB, hễ làm sao mà các bạn nằm ở trong cái hiến pháp cho phép các bạn, chứ người ta không có tới người ta dẹp bạn, tại vì bởi vì mới gọi là tự do đó. Còn ở bên Việt Nam á, cho nên nhiều người người ta thiếu hiểu biết, người ta dốt nát quá, người ta nói ở bên Việt Nam cộng sản nó bây giờ nó cũng giống như bên 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 Mỹ, nói như vậy là nói sai. Khi mà các bạn mà mở miệng ra như vậy á, là mấy cái ông trí thức á, là mấy ông cười, người người trí thức á, người ta nghe vô người ta không có, người ta biết mình ngu, người ta biết mình dại, người ta không có nói, người ta cười cười mỉm mỉm vậy đó. Cho nên không có thể nào mà mình dùng được ở Việt Nam bây giờ nó như là ở bên Mỹ, nó mình không có nên nói như vậy được, nó khác. Ở bên Mỹ á, các bạn chỉ cần lập một cái vlog ra, các bạn mà nói bất đồng, giống như ở bên cách nay mấy ngày nè, ở bên cộng sản nó đem cái cô Đoan Trang ra nó bắt, thì cái cô này gỗ cũng mình thấy gỗ cũng nói chuyện không có gì là nặng hết đó. Cổ là người công dân của Việt Nam, thì công dân là cổ được quyền là làm chủ của đất nước, đảng hay là cái này cái kia là chỉ là đầy tớ của dân thôi. Mới đầu cổ nói thì nó kiểu như thường thường ở bên Việt Nam á, nó không có bắt liền, nó để coi động tĩnh coi làm sao, nó coi coi cái kênh này nó có ảnh hưởng, nó có đi lên không. Thì khi mà nó thấy các bạn có triệu triệu view, có tới cái lúc mà chín mùi rồi, nó cảm thấy mà giống như bất lợi đó, thì nó sẽ ra tay. Thì cũng như ở trên thế giới, như dân chúng khắp người Việt Nam của mình đó, ở trên thế giới ai cũng biết về cái kênh MNTV của Trương Quốc Huy. Cái kênh này là nó trở thành, trong tiếng Mỹ nó nói là cái câu là household đó. Trương Quốc Huy là một cái người mà chuyên giống như chia sẻ về chính trị, tình hình đất nước của Việt Nam ở trong cái kênh N10TV. Thì nếu mà nói theo cái kênh N10TV mà nói theo tiếng Mỹ á, là nó là trở thành household. Household có nghĩa là Trương Quốc Huy là nó là cái tên này á, là nó đi vô cái xã hội ai cũng đều biết hết. Nói giống như nói kênh N10TV ai cũng biết, Trương Quốc Huy ai cũng biết, đó là người Mỹ người ta gọi là household, household name đó. Đó thì
ở bên Mỹ cái tự do nó hay là cái chỗ đó, cho nên cái KKK này tại sao mà mình phải vòng vo mình mới đi tới cái sự tự do của Mỹ đồ này nọ, là bởi vì các bạn sẽ đặt cái câu hỏi, các bạn nói ủa anh nói gì ngộ gì, nếu mà cái nhóm KKK này á mà nó giống như anh nói, nó giống như là cái bọn phát xít vậy, tại sao Mỹ nó cho họ tồn tại? Các bạn biết không, nếu mà các bạn, nếu mà cái nhóm này mà dùng cái tên Nazi á, Nazi là tiếng Mỹ, dùng Việt Nam mình là phát xít á, nếu mà họ dùng cái từ đó đó thì chính phủ Mỹ họ sẽ cấm, cho nên họ sẽ mượn cái tên, cũng như là ở Việt Nam mình mấy cái người trí thức người ta hay dùng cái từ là bình cũ rượu mới, rồi rượu mới bình cũ gì đó, cái câu đó đó, mặc dù là họ lấy cái tên KKK. Ok, thì bây giờ đi vô cái vấn đề tại sao KKK này á, nó người Mỹ họ không có thích, là cái chủ trương của cái nhóm KKK này á, ba chữ K này á, thì người Mỹ, tiếng Mỹ gọi là white supremacy. White supremacy, họ rất là cực đoan, họ nói á, cái nước Mỹ này á, là thuộc về người da trắng, họ không có đồng ý cái nước Mỹ này là cho đa chủng tộc, đa màu da cộng đồng đồ gì đó, họ rất là cực đoan. Ok, thì cái nhóm, trong cái nhóm cái tên Supremacy này á, ở bên dưới á, cái tên chính á là Supremacy KKK, hay hai cái nhóm này nó cũng cùng là một cái liên danh. Ở bên dưới á, thì họ có một cái dân quân được quyền cầm súng. Thí dụ như cầm súng là như thế nào, thí dụ như bây giờ mà ở bên Mỹ mà họ có một cái nhóm mà đứng lên để đi biểu tình về cái quyền lợi, về cái màu da, họ nói tôi là da đen, tôi kỳ thị, thì trong mỗi cái cuộc biểu tình đó thì họ có một cái khẩu hiệu, có một cái tên, cái gì trên thế giới các bạn làm cái gì các bạn cũng phải đặt cái tên, thì trong cái nhóm da đen này họ đặt cái tên của họ là Black Lives Matter Movement. Ok, Black Lives Matter Movement, thì mỗi lần mà cái nhóm này mà đi biểu tình như vậy đó, thì cái bên cái khoe mà cái đảng phái mà cái nhóm mà dân quân, nó theo cái tiếng Việt Nam của mình nó dân quân mà ủng hộ cho cái khẩu hiệu là cái nước Mỹ là chỉ có Mỹ trắng mà thôi, chứ không có chấp nhận cho đa chủng tộc, không thích da màu, cho nên cái nhóm KK ba cái chữ K này họ luôn ăn hiếp mấy cái người da màu đó. Thì mỗi khi mà mấy cái người da màu này á, đi biểu tình cho cái chủ trương, cái tên gọi là The Black Lives Matter á, thì cái nhóm KKK này á, họ có một cái số cầm súng ống đồ gì đó, họ được quyền giống như nói mày mày đi biểu tình mà mày đi vô mày đập phá mấy cái nhà cái cửa của người ta đồ gì đó là tụi tao xách súng. Thì cái chuyện này á, là phải nên để cho chính phủ làm việc, chứ không có thể nào mà để cho mấy cái người dân quân này, mấy cái người, cái nhóm KKK này, white supremacy này, để đi tới dẹp cái nhóm biểu tình Black Lives Matter, không có được làm như vậy. Cái nhóm ba chữ K không có nên làm được như vậy. Thì trong cái cuộc tranh luận đó, sau cái cuộc tranh luận đó là nước Mỹ chấn động về cái câu hỏi của cái ông trọng tài, cái ông Wallace, ông đặt ra, ông nói á, thưa ngài Tổng thống Donald Trump, mình dịch sát nghĩa luôn, ở trên nước Mỹ của chúng ta có một cái nhóm dân quân The White Supremacy, cái White Supremacy này á, họ không có thích mấy cái người da màu, họ không có thích đa dân hóa, họ chỉ có cái chủ trương của họ đó là họ thành lập ra cái nhóm này là họ chỉ cho là người Mỹ trắng là trên hết, đất nước này chỉ là thuộc về Mỹ trắng, Mỹ trắng là làm chủ của nước Mỹ mà thôi. Thưa ngài Tổng thống, ngài có giống như là ông dùng cái chữ condemn, ngài có condemn cái nhóm này hay không, ngài có giống như là
confront là giống như là điểm mặt, là kêu mấy cái người này á, không có nên hoạt động, như là không có công nhận họ, condemn, không có công nhận họ. Thì ông tổng thống Donald Trump đúng ra đó, một vị tổng thống đó, là ông nên nói là tôi là một vị tổng thống, tôi không có ủng hộ cái nhóm đối theo cái hiến pháp Mỹ. Nước Mỹ là sự tự do, họ được quyền thành lập ra nhóm này nhóm kia, nhưng mà họ chỉ làm những cái điều mà trong cái hiến pháp của nước Mỹ cho thôi, chứ tôi đúng ra tổng thống phải nên điểm mặt, không có cho phép mấy cái người đó là kỳ thị mấy cái người da màu. Nhưng mà ông tổng thống Donald Trump, ông không không có điểm mặt mấy cái người đó, mà cái cách nói của ông á, ông mới chuyển ra cái chủ đề, ông chuyển qua cái tên, thay vì cái ông Wallace ông nói rõ ra. Tại vì ông tổng thống Donald Trump ông có nói, ông có hỏi ngược lại cái ông Wallace, cái ông đặt cái câu hỏi give me a name, give me a name, thì cái ông này ông lặp lại, đẹp đi lặp lại, thưa ngài, cái nhóm đó là cái nhóm white supremacy. Thì ông Donald Trump ông không có dùng cái tên white supremacy, mà là ông mới nói là proud boy, proud boy, stand back and stand by. Ông né, đại khái nói theo tiếng Việt Nam của mình, ông né trong cái cuộc tranh luận đó, ông né, mà ông không có nói rõ là white supremacy, stand back, stand by, mà ông chuyển qua cái tên khác, cái tên gọi khác là The Proud Boy. Đó thì trong cái cuộc tranh luận đó đó, cái câu hỏi đó đó là nó làm cho ông tổng thống Donald Trump ông sẽ bị thắc cử. Bởi vì một cái tổng thống Mỹ không có nên ủng hộ cái nhóm đó, cho dù mấy cái người Mỹ da trắng người ta là cực đoan về đảng Cộng hòa, người ta cũng không có ủng hộ cái khoe KKK, the white supremacy. Đó thì ông tổng thống Donald Trump ông né cái câu đó. Xong rồi ông cái lý do đó, ông né ra cái câu đó đó là tại vì nhiều dân Mỹ mà người ta đưa góp ý trên những cái kênh YouTube đó, là người ta nói đó, là tại vì cái nhóm này á, nó dí nó như là một cái lính dự bị cho ông tổng thống Donald Trump. Nếu mà trên nước Mỹ mà có cái tình huống gì đó mà giữa dân chủ mà với Cộng hòa đó mà chiến tranh với nhau hai bên, tại vì ngày xưa nước Mỹ là hai bên Nam Bắc đánh nhau các bạn, lịch sử Mỹ nha, Nam với Bắc Mỹ là có đánh nhau, thì người ta mới nói đó là ổng không thể nào mà ổng điểm mặt, ổng dẹp cái khoái KKK đó được, là bởi vì nó dí như là cái lính của ổng vậy đó. Cho nên ổng mới dùng cái từ là stand back, là đứng qua một bên lề, stand by là chuẩn bị. Đó, các bạn biết không? Đó là cái câu mà ổng nói proud boy, stand back and stand by. Trong cái cuộc tranh luận là ổng nói rõ cái câu đó. Thì khi mà ổng không có nói rõ ràng về cái nhóm này, ổng né như vậy đó, rồi ổng nói, ổng kêu người ta đứng qua một bên lề chờ lệnh, dịch theo cái nghĩa Việt Nam của mình như vậy, thì làm cho người dân Mỹ người ta vô cùng người ta thất vọng. Do đó đó thì sau cái cuộc bầu cử đó, ổng mới biết đó là ổng cái cuộc tranh luận là ổng bị thất thế đó. Mình không có biết ai thắng ai thua, cho nên mình dùng cái chữ thất thế đó. Thì đến cái ngày bầu cử này, không phải là kinh tế, mà không phải là, tại vì kinh tế bây giờ đó là chính phủ á, họ tung tiền ra cứu trợ tỷ 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 đô la, thì cái kinh tế Mỹ của bây giờ nó không có đến nỗi là nó, mặc dù là nhiều người Mỹ người ta bị thất nghiệp do cái tình hình, nhưng mà chính phủ á, cần tiền á là chính phủ đổ vô, cho nên kinh tế chứng khoán đồ á là nó đang bình thường.
Tại vì trước nay mình cũng có cái video mình lấy cái tựa đề đó là có thể ông Tổng thống Donald Trump ông bị thất cử á, có thể á ông thất cử á là do tới cái ngày bầu cử là do kinh tế tình hình đồ chứng khoán đồ nó đi xuống, nhưng mà hiện bây giờ là chính phủ cứ chi vô 2-3 ngàn tỷ, nếu cần là cho 1 ngàn tỷ. Trong cái lúc này á, đến thời điểm này mình thực hiện cái clip này á, ngày hôm qua là ngày mùng 9 tháng 10 năm 2020 thì ông Tổng thống Donald Trump ổng có nói là ổng muốn ký vô cái gói cứu trợ mới này nè. Tổng cái gói cứu trợ cái số tiền đó là 1 tỷ chấm 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 8. Trước đây mấy tháng đó thì ổng đòi 1 tỷ lên 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ 6, bây giờ ổng chịu lên 1 tỷ 8. Nhưng cái phía dân chủ có nói họ muốn á là 2 tỷ 4, 2.4 ngàn tỷ, 2.4 ngàn tỷ là gần như là 2 ngàn rưỡi tỷ Mỹ Kim cho cái gói cứu trợ mới. Thì cái gói cứu trợ này nó chưa có vào hoạt động, nó cứ chưa có ký, nhưng mà ông tổng thống là ông đã chấp nhận ký đó. Thì sau khi mà ông nói cái câu là Proud Boy Stand Back and Stand By, là dân quân, cái nhóm dân quân, những cái boy là những cái người mà cái nhân quân mà giống như là proud, là giống như là mình hãnh hãnh diện cho cái nhóm này á, đứng qua một bên lề để sẵn sàng. Thì sau khi cái cuộc tranh luận đó là người Mỹ người ta nói á, là người ta viết bình luận, người ta cho cái đó, cái nhóm KK đó là cái nhóm giống như là lính của ổng vậy đó. Lính nếu mà cần á, ông Trump mà ông cần á là ông mấy cái người này sẽ đứng ra. Rồi cái ông Donald Trump ổng có quay qua ổng mấy trả đũa lại ông Joe Biden, ổng nói á cái phía bên của ông á, ông Joe Biden á cũng có một cái nhóm là Antifa. Thì cái nhóm Antifa này á nó cũng là một cái nhóm người ta lập ra, nhưng mà cái nhóm Antifa này á họ không có giống như là nghiêng về bên Cộng hòa hay là họ nghiêng về cái bên cái phía dân chủ. Cái nhóm Antifa này á là cái chủ trương của họ, cái sự cái tín ngưỡng của họ đó là họ tin vào cái nước Mỹ này á là cho đa chủng tộc, đa văn hóa, chứ không có thuộc về cái nước Mỹ này, không có thuộc về cái người da trắng đó. Còn cái phía bên The White Supremacy á thì họ chủ trương của họ là chỉ có cực đoan, chỉ có người da trắng mà thôi. Có nghĩa là nước Mỹ này á là người da trắng là trên hết, chứ không như là dẹp đi mấy cái người da màu, dẹp đi mấy cái người chủng tộc khác, da màu khác. Cho nên nó tương tự như là cái phát xít Đức ngày xưa vậy đó, cái nhóm KKD á, ba chữ K đó. Đó thì cái lịch sử của Mỹ nó là như vậy. Cho nên đúng ra đó ông tổng thống ổng không có nên cái câu hỏi mà do cái ông Wallace ổng đặt ra. Cái câu hỏi là ông có nên tuyên bố với mọi người đó, là tuyên bố với đất nước dân chúng Mỹ á, cho dân chúng Mỹ biết á là dẹp cái tụi KK đó, không ủng hộ họ, phải điểm mặt họ. Mà ông Donald Trump ông né. Đó thì không phải ở đây là mình nói chuyện mà mình binh cho ông Biden, mà mình không có ủng hộ ông Donald Tổng thống Donald Trump. Mà các bạn phải nên hiểu á, mình là người tị nạn, mình là người gốc Á hay là gốc châu Á hay là gốc Trung Đông hay là gốc Liên Xô, một cái đất nước này mình đi tới đây mà cái nhóm KK đó đó mà họ đòi dẹp mình, họ đòi chỉ có cho người da trắng mà thôi. Mà các bạn không có hiểu gì văn hóa Mỹ, mà các bạn đứng về cái quan điểm của ông Donald Trump nữa đó, là các bạn rõ ràng là các bạn sai.
ủng hộ Donald Trump, ủng hộ đường lối chính sách của ổng là cái đó là đúng. Các bạn biết không? Chứ không thể nào mà mình ủng hộ bên Cộng hòa rồi mình binh luôn cái ý của mình nói là cái nào đúng thì cho đúng, cái nào nó không đúng á thì nó mình phải nói nó là không đúng. Nếu như mà ổng tuyên bố ổng điểm mặt cái nhóm KK The Supreme cái gì á, ổng điểm mặt á, ổng kêu tụi nó là nên đại khái là không cấm người ta, tại vì nước Mỹ tự do, anh được quyền anh lập ra đảng phái nào cũng được hết á, chính phủ bắn súng anh được quyền mua súng, nhưng tất cả mọi điều anh làm á, là anh phải nằm ở trong cái khung của luật pháp, hiến pháp Mỹ cho phép. Ông nên nói như vậy, nhưng mà cái này ông không có dùng. Người ta gọi lúc mà ông hỏi á, give me a name, give me a name, anh cho tôi biết cái tên của cái đảng phái nào, cái nhóm dân quân nào anh muốn nói, thì cái ông Wallace sống nó gõ là the white supremacy, nhưng mà ông tổng thống Donald Trump ông né cái chữ đó đi, ông dùng qua cái từ là the proud boy, ông không có dùng cái từ the white supremacy mà ông dùng qua cái tên là the proud proud boy, ông né né cái câu đó. Thì sau cái cuộc tranh luận đó là báo chí đồ gầm gộ rồi, người ta chuẩn bị giống như là phong trào đưa lên cái diễn đàn về cái dấu ấn đó, đó trong cái cuộc tranh luận đó, thì cái đùng cái ổng tuyên bố ổng bị bệnh, lâm bệnh, tổng thống Donald Trump ổng lâm bệnh, thì bắt đầu tất cả báo chí mới dẹp qua cái chủ đề tranh luận đó đó, mới dồn dập vô cái chủ đề là tổng thống lâm bệnh đó đó. Cái lịch sử Mỹ nó như vậy đó. Mà hồi xưa đó, hồi mà lúc lập quốc á, thì cái nhóm KK này á, nó cực đoan lắm, thỉnh thoảng á là nó thủ tiêu người da đen luôn đó, thủ tiêu luôn, kiểu như không 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 có thích người da đen. Chứ ở đây mình không thể là mình nói là mình binh bên này hay bên kia. Các bạn biết không, anh được quyền anh lập ra đảng phái của anh được quyền anh làm những cái điều, nhưng mà tự nhiên anh đi lại anh nói cái thằng da vàng này, cái thằng Việt Nam này, cái thằng quốc này, nó nhìn nó ứa quá, cà chớn quá, đem nó ra treo cổ nó. Đó là cái nhóm KKK hồi xưa nó làm như vậy với người da đen á, treo treo cổ không có được. Con người với con người mà đối xử với nhau như vậy không có được đó. Hiện tại bây giờ ở bên Mỹ đó, các bạn biết tự do, nước Mỹ tự do, các bạn muốn đi ra, các bạn muốn lập cái gì các bạn lập, các bạn đi lên cái ủy ban, cái địa phương của bạn sống á, các bạn nói bây giờ tôi tên A, tên B, tên C vậy, tôi muốn xin phép giấy hành nghề làm nhà báo, rồi người ta cho các bạn làm đi nha, không có duyệt, không có kiểm, không có độc quyền độc tài vậy đó. Rồi các bạn về các bạn làm nhà báo, các bạn muốn viết cái gì các bạn viết, nhưng mà các bạn đừng có hăm dọa, đừng có giống như là kiểu như là làm mà nó ảnh hưởng, nó nguy hiểm đến cho xã hội thôi. Còn các bạn muốn viết lách, muốn xạo gì đó xạo. Bởi vì tại sao ở bên đây người ta thường thường người ta dùng cái từ fake news đó. Đó thì mình xin chia sẻ với tất cả các bạn về cái dấu ấn mà trong cái cuộc tranh luận giữa Tổng thống Donald Trump với cái ông Joe Biden đó. Thì mình nghĩ là trong cái cuộc tranh luận này á, là có thể nó làm cho ông Tổng thống Donald Trump ổng bị thất cử, chứ không phải là mình nói là mình ủng hộ ông Joe Biden hay là mình không có ủng hộ, mình chỉ có đứng kẻ giữa, thì mình nghĩ mình nhìn cho cái đó là nó không có đúng. Đúng ra là cái câu trả lời đó ổng có không có nên né,
nhưng mà ông né, ông né các bạn biết không? Đó thì ở bên Mỹ á, nó bầu về cái cách bầu cử bên Mỹ á, nó lạ lắm, nhưng mà nó lạ nó cũng hay. Không phải là mình sống ở đây mà mình binh trên nước Mỹ, tại vì lúc đầu mình cũng nói ủa mình nói sao trên thế giới người ta bầu bầu phiếu á, ai nhiều lá phiếu á thì người đó được làm tổng thống, nhưng ở bên Mỹ không được, bên Mỹ nó không có tính như vậy. Thì một thời gian mình sống á, mình mới tìm hiểu ra là cái cách bầu cử bên Mỹ nó rất là đúng. Tại vì ở nước Mỹ á, nó không phải là một cái quốc gia, các bạn biết không? Nếu như mà 50 tiểu bang á, nó không có tính riêng 50 tiểu bang á, nó không có tính như 50 tiểu bang á, thì ai lấy nhiều lá phiếu á, nếu mà giống như nước Mỹ là không có 50 tiểu bang, là một quốc gia, một nước Mỹ mà thôi, thì bầu về cái lá phiếu số đông á, là đúng. Còn ở đây á, là bầu theo cái hình thức á, là 50 quốc gia, có nghĩa là California đó là một bang á, là một quốc gia. Massachusetts á, một bang á, là một quốc gia. New York á, một bang á, là một quốc gia. Virginia một bang là một quốc gia. Hạ Vi Y á, một bang là một quốc gia. Các bạn biết không, mỗi một cái tiểu bang này á, là họ có một cái thống đốc, có một cái giống như nói theo mà cái cách Việt Nam của mình á, một chủ tịch riêng, một thủ tướng riêng cho mỗi một cái tiểu bang. Thì không thể nào mà bầu theo cái lá phiếu, cho nên đừng bao giờ mà các bạn tiếp tục mà các bạn giống như suy nghĩ nói ủa sao thằng Mỹ này nó lạ vậy ta, sao không chơi bà nó đi, ai nhiều lá phiếu. Nếu như mà ai nhiều lá phiếu á, thì bầu dâu vào một cái tiểu bang đó, hay là dẹp hết 50 tiểu bang, sáp nhập lại 50 tiểu bang, sáp nhập lại hết, bỏ 50 tiểu bang, bỏ 50 tiểu bang, thì ai là cái số đông là đúng. Còn bầu về mà theo cái kiểu của Mỹ á, là không có tính theo số đông, không có tính theo số đông mà tính theo cái tiểu bang đó. Thì cái tiểu bang đó đó là một cái quốc gia. Mình nói mình đưa một cái ví dụ ra một cái tiểu bang là cái tiểu bang Georgia. Ok, chỉ vì tiểu bang Georgia họ chính chính phủ ở trên, tổng thống ở trên làm được cái gì cho họ, viện trợ cho họ tiền được cái gì, kinh tế trong 4 năm qua giúp đỡ được cho họ về cái vấn đề gì được á, thì họ sống á, đàng hoàng, kinh tế mọi người ổn định á, cho cái tiểu bang đó đó, thì tới cái ngày bầu cử đó là người ta tiếp tục người ta bầu về cho ông tổng thống là Donald Trump. Cho nên ở bên Mỹ nó không có bầu theo cái lá phiếu số đông mà nó bầu theo cái tiểu bang. Nhưng mà người ta nói tổng quát á, người ta nói người người tại vì mấy người trí thức người ta dùng cái từ là đại cử tri đoàn, hay là trong cái tiếng Mỹ nó nói là college electoral, electoral college. Người Việt Nam của mình dùng cái cử tri đoàn, chỉ đoàn, nhưng mà trên thực tế á, là bầu theo điểm, ai lấy nhiều điểm á, cái quy định cái mức điểm á, là 270 điểm, ai đủ 270 điểm á, là người đó trở thành tổng thống. Nhưng mà nếu mà họ dùng họ gọi điểm á, points á, thì nghe nó kỳ quá, đâm ra họ nhiều người mới dùng cái chữ chi đoàn. Nhưng mà thực tế là điểm. Điểm là như thế nào? Cái tiểu bang California có nhiều dân số quá thì họ cho 15 điểm. Cho dựa theo cái cỡ lớn của cái tiểu bang đó đó. Còn cái tiểu bang Maine, cái tiểu bang New Hampshire, cái tiểu bang Rhode Island, mấy cái tiểu bang nhỏ nhỏ đó thì nó 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, trung bình 4 điểm. Hạ Vi Y đồ vậy đó. Cái dân số ở đó thì nó đi theo cái dân số nó nhỏ hơn bang New York, hay là nhỏ hơn Cali chắc xịt quá, thì cái điểm của nó 4 điểm. Nhưng mà cái điểm của nó đúng theo cái dân số ở đó. Đó thì mỗi một cái tiểu bang như vậy á, là họ có
10 điểm, 5 điểm, 15, 17 điểm, 20 điểm, ví dụ Florida rồi như vậy đó, 18 điểm, Ohio rồi vậy đó. Đó. Đó thì khi mà tới cái ngày bầu cử á, là hai cái ông tổng thống này không bao giờ mà đếm xỉa tới cái số đông đó, mà hai cái ông này trông chờ coi cái tiểu bang nào á bầu cho tôi. Đó. Thì có một số tiểu bang á, thì người ta tiếng Mỹ á, người ta gọi là the battle state, hay là swing swing state. Những cái tiểu bang này á, là họ không có nhất thiết phải lúc nào họ cũng đi theo bên Cộng hòa, hay là cái tiểu bang này á, lúc nào dù muốn dù không á, đi theo đảng Dân chủ. Đó thì ai mà làm kinh tế được cho họ đó, thì tại vì nước Mỹ là nó là mỗi một cái tiểu bang là mỗi một cái quốc gia, cho nên người ta gọi cái những cái tiểu bang này là những cái tiểu bang chiến trường. Chiến trường là tại vì là hai bên tới ngày bầu cử là giành với nhau đó. Còn như là California nè, là cái tiểu bang của dân chủ, mình ở Boston là cái tiểu bang của dân chủ, Portland Oregon đó là của dân chủ, New York là của dân chủ, New Jersey là của dân chủ. Còn Texas á, cái bang Texas đó là tiểu bang Cộng hòa. Có nghĩa là ông Biden hay là cái ông châu Á hay cái thằng Quốc gì không biết, hay là cái ông Tàu ông gì không biết, ông Trung Cộng ông gì không biết, tới cái ngày bầu cử á, những cái tiểu bang á của mấy ổng á, tiểu bang dân chủ á, thì ổng không biết ổng là người gì, là tự động người ta bầu phiếu cho là tự động ông thắng, thì cái đó họ mới không có dùng là cái tiểu bang chiến trường. Còn mấy cái tiểu bang nào á mà người ta gọi tiểu bang chiến trường á, có nghĩa là không có biết họ theo phe nào hết á. Giống như 4 năm qua đó, dân chúng họ sống hạnh phúc, an bình, có công ăn việc làm, mọi người giống như đâu vào đó, không có bị eo hẹp, không có bị kẹt, thì họ tiếp tục họ ủng hộ cho các ông tổng thống đang làm một cái việc tốt đó. Còn mà 4 năm qua đó mà họ cảm thấy thiếu ngân sách đồ, ở trên Nhà Trắng không có giúp nhiều, dân chúng bị khổ sở, công ăn việc làm không có, buôn bán nhiều người phá sản quá, nhiều người dẹp tiệm kinh doanh đồ, thì người ta sẽ bầu cho một cái ông khác lên. Đó là những cái tiểu bang đó, đó là mình không có biết họ bầu cho ai. Còn mà dân chủ với cộng hòa là tự động tắt xịt, cũng vậy, không biết cái thằng Tàu đó lên ứng cử viên nó là cái giống quái gì không biết, nó da màu gì không biết, tắt xịt đó là tự động họ sẽ thuộc về cộng hòa đó. Thì người ta mới dùng cái từ cử tri đoàn để nói cho nó lịch sự thôi, các bạn biết không? Chẳng hạn như bây giờ mình làm nghìn móng tay mà mình đi ra đường mình nói làm ngành móng tay thì nó thô quá, thì người ta rửa cái từ tôi làm ngành thẩm mỹ đó, thì nó là giống như vậy đó. Nếu mà nói điểm á, nói bầu cử lấy điểm á, thì nó không có đáng là một cái tổng thống, nó không có quy mô, các bạn biết không? Cho nên nói cho cùng á, là ai được 270 điểm là 270 cử tri đoàn, đoàn là điểm, là người đó lên làm tổng thống. Còn về cái vấn đề mà mình không có nói là tại sao ông Joe Biden ổng thua này nọ đó, tại vì ông Joe Biden á, hiện bây giờ á, ổng đâu có gì ổng để thua, các bạn biết không? Giống như ổng không phải là tổng thống thì làm sao mà mình làm cái chủ đề mà mình nói ông Joe Biden ổng thất cử, ổng thua đó. Tới cái ngày mà bầu cử á, là ông Joe Biden nó không có cái gì để ông mắc đó. Một á, là ông tổng thống Donald Trump được dân Mỹ bầu tiếp tục á, thì ông Donald Trump giữ lại cái những cái gì ông Trump đang có, các bạn biết không? Còn Joe Biden á, ổng được á thì tao lên làm tổng thống, còn không được á thì tao cũng là như một cái người như hồi hồi nào. Cho nên ông Joe Biden mình đâu có thể nào mình dùng ổng là cái người thắc cử được, ổng chỉ là cái người mà thua cho ông Trump mà thôi đó. Còn mà
Về cái vấn đề mà ở bên Việt Nam á, có rất là đông các bạn á, mình biết bên nước Việt Nam á, thì người ta ủng hộ cho ông Donald Trump. Mình hiểu được tại sao ủng hộ cho ông Donald Trump là tại vì trong thời gian qua đó, ông Donald Trump ổng chiến tranh thương mại với lại Tàu Cộng. Thì ở Việt Nam của mình á, có được nhiều cái quyền lợi, có nhiều hãng xưởng đồ người ta dọn về ở bên Việt Nam. Đó thì vì cái chiến tranh thương mại nó giúp cho kinh tế Việt Nam nó phát triển, cho nên mình hiểu được. Nhưng mà nói mà đặt về các bạn làm người Mỹ á, thì sống ở đây á, thì các bạn phải bầu cho ông Joe Biden hay ông Donald Trump, ai là người đem cái quyền lợi cho các bạn? Các bạn hiểu mình đó không? Có nghĩa là mình thông cảm, mình không trách các bạn, mình hiểu được các bạn tại sao ở bên Việt Nam các bạn sẽ ùng ùng lên, các bạn nói tôi thích ông Donald Trump, ông Donald Trump sẽ tiếp tục. Là tại vì hiện bây giờ là các bạn đang có cái quyền lợi do ông Trump ổng chiến tranh thương mại với Trung Quốc. À, các bạn thấy không? Còn đối với người Mỹ á, thì cái gì mà có cái quyền lợi cho tôi? Đó thì bởi vì mới hôm qua đó ông Donald Trump ổng mới nói ổng đòi ký cái gói cứu trợ mới này á. Ngày hôm qua là ngày 9 tháng tháng 10 năm 2020, ổng đòi ký cái gói cứu trợ 1.000 tỷ, 1.000 tỷ chấm 6 ngàn, 1.6 ngàn tỷ là gần 2.000 tỷ đó. Nhưng mà bên lãnh đạo của phe dân chủ là cái bà Pelosi á, bà đòi gần 2.4, bà đòi gần 2.500 tỷ đô la. Đó thì hai bên đang dần dừ với nhau, cho nên cái gói cứu trợ mà 1.200 đô để tặng cho người Mỹ một lần đó, với lại tiền thất nghiệp rồi đó, tạm thời thì chưa có dự luật, chưa có thông qua, chưa có hai bên chưa có đồng ý, cho nên cái 1.200 đô cho cái gói cứu trợ lần hai này á, là nó sẽ không có tương lai, nó không biết nó về đâu. Thì tuần vừa qua đó, lúc thì ông Trump ông nói thôi dẹp đi, tao mệt quá tao không có ký nữa. Đại khái là mình nói theo cái tiếng Việt Nam vậy. Tại vì những cái điều mà ông nói đó là ở trên cái Twitter của ông á, cho nên nó nằm ở trên hết á. Cái bắt đầu ông vừa nói cái câu dẹp đi, không có bàn giao gói cứu trợ gì hết á, thì bắt đầu cái ngày hôm sau á, chứng khoán nó xuống mấy phần trăm. Cái báo chí mới viết theo nói ô, lời của tổng thống vừa phát ra là không có đếm xỉa, không có đàm phán cái gói cứu trợ mới. Thì bắt đầu cái kinh tế cái chứng khoán nó đi xuống. Cái ngày hôm sau cái ông Trump ông mới nói bây giờ ông muốn cho, ông sẵn sàng, ông đang muốn ký cho người dân Mỹ, cho tất cả người dân Mỹ 1.200 đô la. Ông đổi thừa là bà Pelosi á, thì không có chịu. Nhưng mà cái đó là ông nói, là ông nói chung chung thôi, chứ cái lý do mà bà Pelosi á, bà không có chấp nhận á, là tại vì bà muốn ngoài cái số mà tiền mà cho 1.200 đô la đó, là bà muốn cho người dân Mỹ ăn thất nghiệp, lãnh tiền thất nghiệp từ đây cho tới cuối năm, cho tới đầu năm. Còn cái phía Cộng hòa đó thì nói nếu mà cho mấy cái người dân nghèo ăn thất nghiệp á, thì họ có tiền họ ăn thất nghiệp á, thì họ không có chịu đi làm, thì hãng xưởng người ta không có công nhân. Đó là đây là cái lời của cái ông bộ trưởng ngân hàng trung ương, ông Mnuchin đó. Đó mình nói sắc nghĩa cái lời của ông đã nói, ông từng nói trước đây á, thì vài tháng á, thì dân Mỹ đang ăn tiền thất nghiệp bình thường vậy đó, thì bỗng dưng cái báo chí người ta gầm gộ lên, người ta thông một cái tin là người ta nói nếu mà dân Mỹ ăn tiền thất nghiệp á, thì họ không chịu đi làm, hãng xưởng không có hoạt động được, không có công nhân, cho nên đâm qua người ta mới cắt cắt cái tiền, không không tiếp tục cho tiền ăn thất nghiệp cho người dân Mỹ nữa. Đó thì theo cái ý kiến cá nhân của mình đó, thì mình biết là ông tổng thống Donald Trump mà ông sẽ thua, ông thất cử.
thắc cử là trong cái cuộc tranh luận lần đầu. Chứ nếu mà ổng mà biết ổng trên cơ ông Joe Biden đó, thì ổng không có hủy cái cuộc tranh luận lần hai. Nhưng mà thường thường đó các bạn biết không, sau khi mà tranh luận rồi đó là người ta, mặc dù người ta không có ra công chúng, người ta đi vô cái phòng bí mật, người ta ngồi xuống, người ta mới họp lại, người ta mới biết được là người ta cái gì, người ta đúng cái gì, người ta sai. Theo mình biết đó là bên sau ngoài hậu trường đó là ông Trump, ông chấp nhận là ông thua cái cuộc tranh luận cho cái ông Joe Biden đó. Chứ không phải mình nói mà mình không có dựa theo báo chí, tại vì lý do đó mình không dựa theo báo chí được đó, thì báo chí đó, một bên đó là họ đại diện, báo chí họ đại diện cho bên đảng Dân Chủ, một bên báo chí đó là họ đại diện cho bên Cộng Hòa. Nếu mà mình dựa theo báo chí mình nói ô tôi nghĩ ông Tổng thống Donald Trump ổng thua đó là do cái tờ báo này, cái tờ báo này nó nói, nhưng mà tại vì cái tờ báo đó là người ta là đại diện cho bên cái đảng của người ta, cho nên người ta lúc nào người ta dù muốn dù không thì người ta cũng phải nói đẹp cho bên cái phía đảng người ta, các bạn biết không. Còn bên cái báo chí đại diện cho Cộng Hòa đó, dù muốn dù không thì người ta cũng phải nói tốt cho bên cái đảng Cộng Hòa. Cho nên đây là cái ý kiến cá nhân của mình không cần nghe theo lời của báo chí hay người ta nói ông nọ đón ông Trump thắng, hay là báo chí nói là cái polling ông Joe Biden ổng hơn điểm. Các bạn dựa đi cái bà Hillary Clinton đó, Hillary Clinton ngày xưa cũng vậy. Báo chí cũng nói điểm của bà hơn ông Trump 15 điểm, 20 điểm, 30 điểm, vân vân. Nhưng mà cuối cùng các bạn thấy không, thì cái báo chí họ quay qua họ đổ thừa nói ô chúng tôi polling chúng tôi nói điểm đúng, nhưng mà ở nước Mỹ họ không có tính ai lấy cái phiếu nhiều được được làm mà tổng thống, thì họ biện cái cớ biện ông. Nhưng mà mình hứa chắc với các bạn là ông tổng thống Donald Trump ổng sẽ thua cho ông sẽ bị thắc cử là do cái cuộc tranh luận, không phải là ông Joe Biden. Mình xin nói để các bạn đừng có buồn, đừng có giống như là hiểu lầm là nói ô cái thằng này nó đang nói có vẻ nó binh cho ông, nó binh cho Dân Chủ. Không phải, không phải là ông Trump ổng tranh luận ổng thua ông Joe Biden, mà là tự ổng nói cái cách của ổng nói chuyện á nó không có lấy được lòng dân, nó không có làm cho người dân Mỹ hài lòng. Tại vì cái nhóm mà cái đảng phái cái dân quân á, the white supremacy á, nó tương tự như phát xít vậy đó, mình phải điểm mặt họ, mình phải, tại vì cái nhóm này là cái nhóm kỳ thị mà các bạn, họ không có cái chủ trương của họ là chỉ có người da trắng thôi. Thì đúng ra ông Trump ông phải lên tiếng, ông phải nói rõ ràng, nhưng mà ông né, ông thua là vì cái chỗ đó. Tại vì cái dân trí người Mỹ người ta cao lắm, dân trí người Mỹ người ta cao lắm. Tại sao mình nói dân dân trí người Mỹ người ta cao? Xạo không có được với người ta, hai bên giống như là nói chuyện mà giống như là tấn công cá nhân đồ, hay là ông Trump ổng hay cướp diễn đàn đồ này nọ đó, mấy cái đó không thành vấn đề. Kinh tế thì tạm ổn định, chứng khoán thì đi lên, nước Mỹ nó không có cái gì là để làm cho ông tổng thống Donald Trump ông bị trở ngại, kinh tế ông không bị trở ngại, chứng khoán đang đi lên, nhưng mà ông thua là ông thua do cái cuộc tranh luận đó. Thì đến đây cái vế đô nó thật là dài, xin chân thành cảm ơn cái sự theo dõi của các bạn, chúc tất cả các bạn và mình có một ngày vui vẻ, và trong những ngày kế tiếp mình cố gắng mình có một cái cuộc sống nó vui vẻ, đó là cái điều mà ai cũng cũng cần. Đến đây mình xin ngừng video, hẹn các bạn lại một cái video kế tiếp.